xin chào tất cả các khách hàng của Dinkayama Beauty ạ. Và rất vui được gặp lại mọi người ở trong livestream ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chuyên gia của chúng tôi thì vừa thực hiện xong một ca headshot cho một chị khách hàng rất là xinh đẹp. Chúng ta hãy cùng trò chuyện với chị một lát nhé. Xin chào chị để giới thiệu qua về bản thân mình cho mọi người đang theo dõi livestream được biết không ạ? Hello em, xin chào mọi người ạ. Mình tên là Tuyết ạ. Hiện giờ mình đang làm ở bên một ngân hàng. Dạ vâng. Chị Tuyết ơi, vậy thì không biết là lý do vì sao mà chị Tuyết lại biết đến DK vậy ạ? À, có một chị đồng nghiệp làm ở đây rồi và mình được giới thiệu đến làm á. Dạ chị vâng. Làm rất là đẹp nên là thích. Dạ vâng ạ. Thì chị Tuyết ơi, thì cũng, chị có thể chia sẻ một vài cái tình trạng về lông mày cũ của mình trước khi làm ở làm DK không ạ? À, lúc trước thì lông mày mình nhạt màu với cả thưa. À, vâng. À, theo như ngày hôm nay thì sau khi mà được làm lông mày mới thì em đã thấy chị Tuyết có một cặp lông mày rất là đẹp rồi. Và đặc biệt là nhìn lông mày của chị rất là tự nhiên. Và bây giờ em xin mời ống kính quay sắc hơn một chút nữa nhé. Đó. Như mọi người có thể thấy thì theo chia sẻ của chị Tuyết thì chúng ta có thể thấy cái cặp lông mày của chị trước khi làm thì nó bị cưa này. Đấy, ngoài ra thì nó rất là mờ nhạt. Nó nhìn cái phần lông mày thật của chị rất là ít. Ngoài ra thì cái phần đuôi này và phần đầu của chị này bị mụn rất là nhiều. Tuy nhiên thì như mọi người có thể thấy thì sau khi mà được Master One Minh Vương thiết kế một cái dáng mày mới với cái công nghệ headshot có sợi siêu thực siêu tự nhiên thì chị Tuyết bây giờ đã có một cặp lông mày như chúng ta có thể thấy thì sợi thật đan xen với sợi giả. Nhìn thế này thì có thể là khó có thể nhận ra được là chị Tuyết đã từng làm lông mày và nhìn rất là tự nhiên đúng không ạ? Chị Tuyết ơi, thế thì không biết là trong cái quá trình làm lông mày thì chị có bị đau sót hay khó chịu gì không ạ? Mình cũng thấy đặc biệt là không bị đau, không bị sót, rất là thoải mái khi làm á. Và đặc biệt là rất là nhanh. Rất là nhanh, vâng. Cảm ơn. Dạ vâng, thì không biết là cái cảm xúc của chị bây giờ sau khi mà cặp lông mày mới đã khắc phục được hoàn toàn những cái nhược điểm của lông mày cũ rồi thì không biết là cái cảm nhận của chị Tuyết bây giờ như thế nào? Mình đang rất là happy, rất là vui, cảm ơn nha. Dạ vâng, cảm ơn chia sẻ của chị rất là nhiều. Và rất là mong những chị em, mình nhất là những chị em mà có những nhược điểm lông mày thưa này, lông mày kể cả lông mày lỗi, lông mày hỏng, thì các chị em hãy nhanh tay inbox cái tình trạng của mình qua fanpage của DK để đội ngũ tư vấn của chúng tôi có thể tư vấn chi tiết về dịch vụ cũng như là về các chương trình đang áp dụng ở tại DK mọi người nhé. Cảm ơn chị Tuyết ạ. Vâng ạ, cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Xin chào cả nhà.